người yêu thì ai cũng thích. Và rất nhiều người do chìm đắm trong mộng tưởng về một người yêu lý tưởng mà nghĩ rằng hai người yêu nhau là phải có tâm hồn đồng điệu, phải hợp nhau ở tất cả mọi mặt. Và nếu mà khác quan điểm một cái thì dù là nhỏ nhất cũng có thể khiến hai người nghĩ là ồ, hóa ra người kia không phải là tình yêu đích thực của mình. Nhưng thực tế thì dù có hợp nhau tới mấy, giống nhau tới mấy thì kiểu gì hai người cũng sẽ có những điểm khác nhau, thậm chí là trái ngược nhau. Vlog này được dành để nói về những điều trái ngược đó. Nghịch lý thứ nhất, điều mà cô ấy cho là đặc biệt thì anh ấy lại không. Con gái thường hay chú trọng vào cảm xúc về sự việc, còn con trai thì thường chỉ tập trung vào bản chất của sự việc. Điều này dẫn tới việc rất nhiều khi với con trai, sự việc xảy ra là hoàn toàn bình thường, nhưng với con gái, nó lại là một vấn đề nghiêm trọng, gây ra những cảm xúc mạnh mẽ. Ví dụ, hai người gửi thư tình cho nhau. Với chàng trai, bản chất của sự việc là cảm nhận được tình cảm của cô gái. Vì vậy, một khi đọc xong thì cái việc giữ hay là không giữ những bức thư đó cũng không hề ảnh hưởng tới cảm nhận cũng như là tình cảm của chàng trai dành cho cô gái. Nhưng chàng trai cứ thử làm mất bức thư của cô ấy xem. Chắc chắn là cô gái đó sẽ giận chàng trai và cho rằng không tôn trọng cảm xúc của cô ấy. Hoặc với rất nhiều chàng trai, những ngày kỷ niệm này nọ của hai người vốn dĩ không khác gì mấy so với những ngày khác, không có ý nghĩa bằng việc mỗi ngày hai người yêu nhau thật nhiều. Có chăng chỉ là cái cớ để hai người làm gì đó khác đi so với ngày thường mà thôi. Có bận bịu gì vào ngày đó thì cũng có thể làm vào ngày khác. Nhưng với các cô gái, những ngày kỷ niệm đó vô cùng đặc biệt và phải làm gì đó vào đúng ngày đó thì nó mới trọn vẹn. Chỉ cần sáng ngày hôm sau thôi là tự dưng mất hết ý nghĩa. Mặt khác, có những điều đàn ông cho là quan trọng nhưng phụ nữ lại cho là ngược lại. Ví dụ, chơi game hay bị các bạn nữ, đặc biệt là những bạn không chơi game hoặc đã lớn tuổi, cho là trẻ con. Nhiều đàn ông dù lớn tuổi nhưng vẫn chơi game. Và cái mà phụ nữ không hiểu ở đây đó là nhiều khi game nó có ý nghĩa nhiều hơn là một trò chơi. Với đàn ông, chơi game nhiều khi là cách để họ giải tỏa những căng thẳng, để họ lấy lại sự tự tin khi họ chiến thắng, để họ kết nối với các anh em chiến hữu khi chơi cùng team. Hay như việc, cái quan trọng với đàn ông khi gặp biến cố là nghĩ cách để giải quyết sự việc. Nhưng với phụ nữ, cái họ cần ưu tiên nhất là cảm xúc của họ về biến cố đó được xoa dịu. Mà đàn ông thì rất khó có người nào có thể làm được cả hai việc đó cùng một lúc. Sự khác biệt cơ bản này giữa hai giới khó có thể xóa đi hoàn toàn. Vì vậy, chắc chắn sẽ có một lúc nào đó, anh người yêu mà bạn cho là hoàn hảo kia sẽ bị bạn cho là vô tâm, thậm chí là hết yêu mình rồi. Chỉ vì anh ấy không quan trọng hóa cái điều mà mình cho là quan trọng. Tương tự, cô gái mà bạn nghĩ là một nửa đích thực cũng sẽ có ngày bị bạn cho là trẻ con, là phức tạp hóa. Nghịch lý thứ hai, khi cãi nhau, cô ấy muốn hai người ngồi lại nói cho bằng hết, còn anh ấy muốn ở một mình. Vấn đề này mình đã nói ở vlog số 114, những hành động gây nguy hiểm cho phụ nữ. Ở đây mình muốn đào sâu thêm một chút. Trong lúc cãi nhau, khả năng rất cao là người phụ nữ khó có thể kiềm chế bản năng muốn xả ra, muốn nói ra, muốn giải quyết cho xong việc. Tuy nhiên, chính vì đang không bình tĩnh nên mặc dù mục đích ban đầu của họ để giải quyết mâu thuẫn, nhưng họ nói nhiều mà vẫn không thể giải quyết được vấn đề một cách công bằng và hợp lý. Và họ hoàn toàn không hề nhận ra điều này. Mình từng có một người bạn là nữ ở bên Úc. Vì ở xa nhà, xa gia đình, cộng thêm cuộc sống vất vả nên bạn ấy bị trầm cảm. Sau một thời gian, bệnh đỡ hơn, bạn ấy có người yêu và được người yêu nuông chiều và nhường nhịn hết mực. Tuy nhiên, những lần mà mình từng chứng kiến hai người đó cãi nhau, mình nhận ra rằng cô ấy khi mất bình tĩnh sẽ thường đổ hết lỗi cho anh chàng kia. Nếu anh ta nhịn, không nói gì, thì cô ấy lại bảo là anh ta coi thường mình hay sao mà không nói gì, hoặc là cho rằng anh ta không thèm thiết tha gì mối quan hệ này nữa nên không muốn giải quyết vấn đề. Nếu anh ta nói lại và cố giải quyết vấn đề thì cô ấy lại bật lại, bảo vệ bản thân và nói kiểu như là anh không biết nhường em. Điều này làm cho vấn đề càng trở nên tệ hơn. Ngược lại, từ phía đàn ông, không nhiều đàn ông có thể bước ra khỏi cuộc trò chuyện một cách nhẹ nhàng và lịch sự. Thường trong lúc cãi nhau, đa phần đàn ông thiếu kinh nghiệm sẽ cãi người yêu với những lời khá nặng nề, chủ yếu cũng là những lời bảo vệ bản thân và chê bai người yêu. Họ tập trung vào công kích cá nhân và thường sẽ chọn đúng cái lúc đỉnh điểm nhất để giáng một lời nặng nề nhất
sau đó đi ra khỏi nhà nếu là cãi nhau trực tiếp, hoặc offline nếu là cãi nhau qua tin nhắn. Việc rời đi không hề báo trước, không giải thích lý do này sẽ gây ức chế cực độ với người con gái và khiến họ vốn đang không bình tĩnh lại càng dễ suy diễn ra những suy nghĩ tiêu cực. Nghịch lý thứ ba, đàn ông vừa muốn người phụ nữ của mình mạnh mẽ để cùng mình vượt qua được sóng gió, nhưng cũng vừa muốn người ấy đủ dịu hiền để không lấn át bản lĩnh đàn ông của mình. Giữa đàn ông và phụ nữ thì đàn ông là giới có thiên hướng muốn phát triển sự nghiệp hơn. Không có nghĩa là họ không coi trọng gia đình, nhưng họ dùng chính gia đình của họ để làm động lực cho họ phấn đấu, bồi đắp sự nghiệp, bởi bản năng của họ là chu cấp và bảo vệ. Mà cơ ngơi nào được gây dựng nên cũng đều phải trải qua khó khăn, sóng gió, thậm chí là thất bại. Vậy nên, người đàn ông nào cũng mong muốn người phụ nữ của mình có đủ mạnh mẽ và sự kiên cường để cùng mình vượt qua sóng gió đó. Hay chí ít là khi gặp biến cố, không chỉ biết mỗi ăn vạ và chê trách. Nếu không thể giúp người đàn ông trong sự nghiệp, thì chí ít người phụ nữ cũng nên giúp được họ an tâm về mặt tình cảm. Nếu đã kết hôn thì an tâm về mặt gia đình, về mặt con cái. Và có những người phụ nữ ngoài kia thực sự kiên cường tới mức đó, thậm chí là còn tự kiếm được thu nhập tốt trong lúc vẫn vun vén được cho gia đình. Điều oái oăm ở đây là chính cái sự bản lĩnh, sự giỏi giang ở những người phụ nữ như vậy thường lại khiến cho người đàn ông cảm thấy bị lấn át, cảm thấy vai trò của mình bị mờ nhạt đi. Cũng dễ hiểu thôi, con cái thì có mẹ chăm sóc, vợ thì tự kiếm ra tiền, vậy thì đàn ông còn có chức năng gì trong gia đình nữa? Một oái oăm khác trong tình cảnh này, đó là một khi người phụ nữ sau khi trải qua sóng gió và rèn luyện sẽ trở nên bản lĩnh hơn, giỏi giang hơn, kiếm được thêm thu nhập tốt hơn người đàn ông của mình. Và rất có thể họ sẽ dần mất đi lòng nể trọng với người đàn ông của mình. Trong khi đó, một trong những thành phần cần thiết của sự bền lâu trong tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau. Vì vậy, nghịch lý trở thành người đàn ông muốn người phụ nữ của mình cũng giỏi giang, cũng bản lĩnh, đỡ đần mình không trong công việc thì là gia đình, nhưng cũng không muốn họ giỏi quá đến mức đe dọa bản năng, chu cấp và bảo vệ của mình. Một lời khuyên ở đây dành cho cánh đàn ông, đó là để tránh rơi vào trường hợp người con gái của mình một ngày nào đó rời đi với một người khác làm cho họ nể trọng hơn, bản thân bạn phải luôn không ngừng phát triển bản thân để có những kỹ năng hay kiến thức khiến cho người con gái ấy không ngừng phải nể trọng bạn. Mình biết xung quanh mình có những trường hợp mà người con gái có thu nhập tốt hơn người con trai, nhưng người con trai biết cách đối nhân xử thế hoặc có kế hoạch rõ ràng và khả thi cho sự phát triển trong tương lai, hoặc làm được những điều mà cô gái không làm được, thì người đàn ông đó vẫn có thể tạo ra được cảm giác nể trọng nơi cô gái ấy. Vì vậy, hãy không ngừng phát triển bản thân về mọi mặt nhé. Nghịch lý thứ tư, phụ nữ muốn người đàn ông của mình có bản lĩnh nhưng lại không cho họ điều kiện để xây dựng nó. Để xây dựng được bản lĩnh thì một người đàn ông phải lao ra ngoài, va chạm, vấp ngã, thất bại rồi mới có thể đứng lên với những kinh nghiệm và sự kiên cường mới. Điều này lại trái với nhu cầu được quan tâm, để ý tới của phụ nữ. Ngay cả với những người phụ nữ, ở cửa miệng thì nói rằng mình thấu hiểu và thông cảm cho lịch làm việc bận bịu của người yêu đi nữa, thì sự quan tâm qua tin nhắn thôi vẫn là không đủ để khỏa lấp sự tủi thân, nỗi trống vắng của họ mỗi khi người yêu họ bận bịu lao đầu vào công việc. Nhất là vào những khi người yêu phải tăng ca vào ngày lễ, tức là lúc mà bạn bè của mình thì đăng ảnh được người yêu đưa đi chơi chỗ này chỗ kia, quà này quà nọ, còn người yêu mình thì lại đi làm, chỉ có mỗi lời chúc qua tin nhắn. Đây là lý do mà các anh em còn trẻ, tầm khoảng 20-25, thường sẽ bị mất những cô gái trong tầm ngắm của họ vào tay những người đàn ông lớn tuổi hơn, tầm 30 đổ ra. Bởi những người đàn ông đó thường đã có sự nghiệp ổn định, có cả tài chính lẫn thời gian để chiều chuộng người yêu, từ đó hấp dẫn hơn, đem lại nhiều trải nghiệm hơn cho cô gái. Ở đây, lời khuyên cho các cô gái là hãy trở nên thực sự thấu hiểu với giai đoạn phát triển sự nghiệp của đàn ông. Trong lúc người đàn ông của bạn đang bận phải đi làm, bạn cũng hãy nghĩ ra việc để làm, để học thêm, để không bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ tiêu cực về mối quan hệ của hai người hay bị cám dỗ bởi những cám dỗ bên ngoài. Ngoài ra, cũng cần phải cảnh giác hơn, biết suy xét cẩn thận về những cảm xúc của mình với những người đàn ông lớn hơn nhiều tuổi. Chính bởi vì họ nhiều tuổi hơn, có nhiều kinh nghiệm với nữ giới hơn, nên việc nắm bắt và dụ dỗ các cô gái trẻ tuổi còn non nớt cũng trở nên dễ dàng hơn với họ. Từ đó, những người đàn ông đó dễ bị cám dỗ làm điều trái đạo đức hơn. Khi bạn là một bạn nữ trẻ tuổi, bạn cần học cách phân định rõ ràng
giữa lòng ngưỡng mộ, cảm mến và sự rung động thực sự về tâm hồn để tránh gặp phải những hoàn cảnh đáng tiếc nhé. Nghịch lý thứ 5, miệng thì nói tôn trọng người yêu, nhưng thực ra đang coi những gì người yêu làm là đương nhiên. Nhiều người thực sự không hề nhận ra điều này, đặc biệt là những người trẻ tuổi mới yêu. Với sức mạnh của Internet, càng ngày càng nhiều bạn trẻ đang hồng hóa tình yêu, cho rằng tình yêu thực sự phải là tình yêu cho đi mà không hề đòi lại, từ đó coi tất cả những gì mà người yêu làm cho mình là đương nhiên vì người ấy đang yêu mình, và những gì mình làm cho người yêu cũng là đương nhiên vì mình đang yêu người ấy. Không hề. Bạn cứ nói là vì em hay là vì anh tôi không tiếc thứ gì, nhưng cứ thử suốt một tháng liền yêu nhau, chỉ mình bạn chủ động nhắn tin, mình bạn chủ động rủ người ấy đi chơi, mình bạn bỏ tiền ra mua quà cho người ấy, mình bạn chăm sóc người ấy khi ốm. Còn ngược lại thì không hề, thậm chí người ấy còn hủy hẹn với bạn để đi chơi với người khác, thì lúc này bạn có còn cảm thấy không tiếc nữa không? Nếu câu trả lời là có, thì chẳng phải là bạn đang mong đợi lượng tình cảm tương xứng từ người ấy đó sao? Còn nếu nói tới vậy rồi mà bạn vẫn bảo là không, và bảo rằng người ấy xứng đáng với sự cống hiến một chiều của bạn, thì bạn đang ở trong một mối quan hệ toxic, độc hại tới nỗi người ta coi bạn là tấm thảm chùi chân mà bạn vẫn vui vẻ chấp nhận. Trường hợp này thì hết cứu được rồi. Quay trở lại với vấn đề tình yêu không vụ lợi. Không có cái thứ tình yêu đó đâu nhá. Không có chuyện là bạn hay là người yêu bạn làm gì cho nhau đều không vụ lợi, đều không mong đợi sự trả ơn đâu nhá. Mọi thứ mà người yêu bạn làm cho bạn, dù nhỏ tới đâu đi nữa, họ đều mong đợi một cái gì đó tương xứng, dù nó là vật chất hay là tình cảm. Nếu bạn hay người yêu bạn coi những việc hai người làm cho nhau là đương nhiên, thì trong tâm trí hai người sẽ nghĩ là người yêu làm cho nhau những việc đó là bình thường, toàn họ tự nguyện làm cho mình chứ mình có vòi đâu, vậy nên là tính ra là tôi chẳng mắc nợ gì ai hết, thì hai bạn sẽ trở nên vô ơn với nhau. Mà từ khóa ở đây là biết ơn và trả ơn nhé. Nhiều bạn do thói quen mà chỉ đơn giản là nói cảm ơn, hoặc ai đó nhắc thì bảo có chứ, tôi có biết ơn chứ, nhưng hoàn toàn không có bất cứ hành động nào thể hiện ra điều đó. Mà quan điểm của mình là sự biết ơn rõ ràng nhất là trả ơn. Không có trả ơn thì tất cả chỉ là nói mồm, chỉ là biết nhận mà không biết cho. Vì vậy, hãy luôn cố gắng trả ơn trong khả năng của mình, hoặc phải tự có kế hoạch rõ ràng để trả ơn lại họ sau này nhé. Nghịch lý thứ 6, muốn hạnh phúc lâu dài nhưng không bỏ công sức ra để bồi đắp và giữ gìn nó. Yêu đương nghiêm túc, lâu dài là một mong muốn dễ hiểu của một người bình thường, nhưng không phải ai cũng thực sự hiểu điều này có ý nghĩa là gì. Tình yêu nghiêm túc đòi hỏi vô cùng lớn, nỗ lực và cố gắng từ cả hai người. Tại sao? Không phải là cứ thấy hợp lúc vui thì tức là sẽ lâu dài, là hợp, là chân ái. Khi vui thì bốn bề anh em đều là người một nhà. Cái quan trọng là lúc có sự khác biệt, hai người sẽ xử lý ra sao? Riêng cái việc phải tém cái tôi lại, kiềm chế cảm xúc lại cái lúc mà mình đang bực tức nhất để tìm ra cách giải quyết hợp lý nhất, chỉ nghĩ thôi đã thấy mệt rồi, đúng không? Đó là chưa kể, có những khác biệt khá là âm thầm. Nó có thể không gây ra những cuộc cãi nhau, nhưng lại gây ra những khoảng cách trong tâm hồn. Nếu không biết chủ động tìm tòi, học hỏi về những kỹ năng, những kiến thức trong tình yêu, mà cứ dựa vào cảm xúc và bản năng, thì bạn sẽ rất khó có thể có một mối quan hệ lành mạnh, lâu dài với bất cứ ai. Cứ hễ thấy hợp thì bạn nhảy ngay vào mối quan hệ mà không hề suy xét thêm. Cứ hễ cãi nhau, khó chịu tí thì đòi nhảy ra. Trong mấy chốc, bạn đã có trong tay cả 8 mối tình vô nghĩa, nhạt nhẽo và phí thời gian. Điều này dẫn tới nghịch lý thứ 7, đó là mỗi khi bạn nghĩ rằng đã tìm được đúng người, bạn vẫn sẽ luôn tìm thấy điểm không hài lòng ở người mình yêu, và sẽ có lúc bạn bị họ tổn thương, bị họ gây thất vọng. Câu nói không ai hoàn hảo cả hay được nhiều người nói ra như cố để thể hiện mình là một người biết thông cảm. Nhưng nếu người yêu mà thể hiện ra sự không hoàn hảo đó, họ lại ngay lập tức dán luôn cái nhãn không hợp lên người đó và nhanh chóng chia tay. Đây là lý do mà bên trên mình đã nói, bạn cần phân biệt rất rõ ràng giữa sự thần tượng hóa và rung động thực sự. Thần tượng hóa là khi mà bạn nghĩ rằng người kia làm cái gì cũng đúng, cũng hay, cũng giỏi và đem lòng mến mộ họ. Nếu đây là dạng tình cảm của bạn dành cho người ấy, thì chỉ cần một lần họ vô tình làm gì đó, nói gì đó không đúng với hình ảnh hoàn hảo trong bạn, thì mọi thứ về họ trong bạn sẽ sụp đổ. Vậy nên là thứ tình cảm đó rất là mong manh và không nên là nền tảng cho một mối quan hệ nghiêm túc lâu dài. Ngược lại, rung động thực sự
là khi bạn không hề bị thất vọng khi người yêu bạn lỡ làm điều gì đó khiến bạn phật lòng. Bạn vẫn sẽ cảm thấy khó chịu, thậm chí là tổn thương, nhưng tình yêu của bạn không hề bị sứt mẻ. Bạn sẽ muốn nói với người đó về việc mình bị tổn thương ra sao và sẽ muốn cùng người đó tìm ra giải pháp để chuyện như vậy sẽ không xảy ra nữa, bởi vì bạn thực sự muốn đi xa cùng với họ. Nếu bạn cứ nghĩ rằng người đó là chân ái, người đó là tình yêu đích thực, thì dần dần bạn sẽ thần tượng hóa họ trong tiềm thức, để rồi dù một lỗi nhỏ của người ấy với bạn cũng thành to, và bạn sẽ mất đi tình cảm với họ nhanh hơn khi bạn nhìn vào họ đúng như chính con người họ. Mà cái quan trọng là kể cả người đó có làm tương tự với bạn đi nữa, kể cả bạn thấy người đó là chân ái tới đâu đi chăng nữa, vẫn luôn có khả năng rằng một ngày nào đó hai bạn sẽ chia tay. Vì lý do gì không quan trọng, cái quan trọng là đó chính là sự vô thường bất biến của cuộc sống. Vậy nên hãy bỏ cái quan niệm là phải tìm được tình yêu chân thực, tìm được đúng người này nọ lọ trai đi nhá. Nếu bạn cảm thấy có rung động với họ, đã tìm hiểu họ đủ lâu để được nhìn họ cả ở mặt tốt lẫn mặt xấu, cảm thấy hợp nhau cả ở những lúc khó khăn hay cãi vã, thì hãy cứ đơn giản là yêu họ thôi, đừng cố lý tưởng hóa tình yêu của mình nhá. Nghịch lý thứ 8, muốn có một người yêu tốt hơn, hợp với mình hơn người yêu cũ, nhưng lại không hề rút ra được bài học gì cho bản thân từ mối quan hệ cũ. Bài học này có thể là bài học trong việc biết được kiểu người thế nào, có những nét tính cách thế nào thì sẽ hợp với mình, nét tính cách thế nào thì mình rất ghét. Ngoài việc phân tích người yêu cũ, rất ít người có thói quen phân tích chính bản thân mình để tìm ra bản thân mình còn những thiếu sót gì, có những nét gì toxic không, mình đã làm người yêu cũ tổn thương thế nào, vân vân và vân vân. Bạn thực sự cần có ý thức hơn trong việc tự đánh giá những gì mình đã làm, những gì đã xảy ra với mình trong mối quan hệ cũ, chủ động hơn trong việc tạo ra một bộ lọc trong mối quan hệ mới, làm sao để mỗi sự tan vỡ đều là bước đệm dẫn tới một cuộc tình chất lượng hơn trong tương lai. Tuyệt đối đừng bước vào một mối quan hệ mới khi chưa học được gì từ mối quan hệ cũ, chưa biết mình cần gì ở người yêu mới, và đặc biệt là chính bản thân bạn chưa trở thành một phiên bản tốt hơn. Nếu bạn dậm chân tại chỗ và muốn có người yêu chỉ vì cô đơn, thì những người đến với bạn sau này cũng sẽ chỉ như người yêu cũ của bạn mà thôi. Gió tầng nào mây tầng nấy mà. Nghịch lý cuối cùng mà mình muốn nói tới ở đây đó là yêu thì vui, cưới thì chưa chắc. Khi cưới vào, những mâu thuẫn lớn hơn, nghiêm trọng hơn có thể sẽ nổ ra mà bạn và người yêu chưa từng gặp phải, chưa bao giờ có kinh nghiệm xử lý. Ví dụ như việc cưới xong thì sẽ ở nhà ai, sẽ ở lại thành phố hay là về quê lập nghiệp, bàn thờ sẽ thờ những ai, vân vân và vân vân. Rồi ngay chính việc trong nhà cũng sẽ có những mâu thuẫn to tát khác như việc tiền nong chi tiêu ra sao, cân đối việc trong nhà thế nào. Thậm chí việc nhỏ như là để đồ gì ở vị trí nào cũng có thể khiến hai bạn cãi nhau to, trong khi lúc mới chỉ yêu nhau, do hai người ở riêng hai nơi nên chưa bao giờ nghĩ tới. Đấy là chưa kể, kết hôn về rồi, bạn sẽ có nhiều thời gian ở bên người yêu hơn, được thấy họ ở nhiều tình huống hơn, và từ đó có thể sẽ thấy được nhiều mặt xấu, tính xấu của người yêu mà trước giờ mình không hề thấy, càng làm cho bạn vỡ mộng hôn nhân, nhất là trong thời gian đầu mới cưới. Mặt khác, yêu thì bạn chỉ cần có trách nhiệm với người yêu của mình. Tương tác với bố mẹ người yêu dù có thì cũng tốt, nhưng vẫn chưa phải là một điều bắt buộc. Cưới vào thì khác, bạn buộc phải gần gũi với họ, tương tác với họ nhiều hơn. Từ đó khả năng xảy ra mâu thuẫn giữa bạn và họ cũng tăng, và điều đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng ít nhiều lên cuộc hôn nhân của bạn nếu hai người không hề có sự chuẩn bị tâm lý và kỹ năng cần thiết. Đây là đang nói lúc cưới mà chưa có con. Hai bạn vẫn còn phần nào giống như lúc yêu, do vẫn còn nhiều thời gian ở bên nhau, đi chơi cùng nhau. Lúc có con vào rồi, có quá trời thứ khiến hai bạn phải căng đầu ra để lo, cộng thêm việc người phụ nữ bị thay đổi hormone do bầu bí nên sẽ thay đổi cả tâm tính, khiến cho rất rất nhiều cặp đôi do thiếu chuẩn bị về mặt kiến thức đòi ly dị khi con vẫn còn bé. Và điều này thì tệ hơn rất rất nhiều so với việc ly dị khi chưa có con. Vậy nên yêu bao lâu đi chăng nữa, cảm thấy hợp, thấy hiểu nhau thế nào đi chăng nữa, trước khi quyết định đi tới hôn nhân, hãy dành thời gian suy nghĩ thật kỹ, chuẩn bị thật kỹ, đi hỏi han kinh nghiệm của những người khác thật kỹ trước khi chốt đơn nhé. Vlog này thì cũng đã dài rồi nên mình xin phép dừng ở đây. Rất mong vlog này sẽ giúp mọi người có cái nhìn thực tế hơn về tình yêu để tránh những thất vọng đáng tiếc nhé. Còn bây giờ, tạm biệt và hẹn gặp lại.